phương án của thứ năm của đội hình cầu này là pháo 8 bình 7. Đỏ ăn tốt nhằm mở đường cho mã tiến lên. Đen lên xe bắt pháo là nhằm không cho đỏ đi mã 5 tiến 7. Nước cờ hay. Đỏ tiến tốt. Đổi lại như đỏ đi mã 5 tiến 7. Thành xong xe tuyệt sát. Đen thắng cờ. Như đỏ tốt 7 tiến 1. Đỏ xuất xe. Đổi lại như đỏ đi tốt 5 tiến 1. Cờ đen ưu thế. Như đỏ xe 9 bình 8. Cờ đen hơn quân ưu thế. Mời các bạn xem lại phương án đi quân này.
Cờ đen hơn quân, ưu thế. Phương án có thứ 6, có đỏ hình cờ này, là pháo 8 lùi 1. Đỏ lùi pháo, nước cờ linh hoạt. Đỏ tiến xe nhằm ăn tốt, uy hiếp mã. Đổi lại, như đỏ đi xe 6 tiến 2. Cờ đỏ dễ đi. Như đỏ xe 4 tiến 5. Đỏ lên xe kỵ hà. Đổi lại, như đỏ đi xe 4 bình 3. Cờ đen có thể tranh hoành. Như đỏ xe 6 tiến 3. Cờ đỏ hơi ưu. Mời các bạn xem lại phương án đi quân này.
cờ đỏ hơi ưu. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.